Xin chào Billboard Việt Nam, tôi là Đinh Mạnh Ninh và ngày hôm nay tôi sẽ tham dự thử thách gõ tên mình thì ra cái gì. Và hãy cùng tôi dạo quanh một vòng Google để xem cái tên Đinh Mạnh Ninh sẽ gắn liền với những từ khóa như thế nào các bạn nhé. Thực ra thì tôi cũng không hay gõ tên mình trên Google lắm, nhưng ngày hôm nay thì Billboard Việt Nam đã làm thay cho tôi. Và tôi đang rất hồi hộp không biết là cái từ khóa đầu tiên là như thế nào. À đấy, Đinh Mạnh Ninh chảnh lắm. Cái này thì tôi nghe rất nhiều lần, không có gì gọi là bất ngờ cả. Nhưng mà những bạn mà nói rằng tôi chảnh lắm ấy, thì các bạn thì thường thường là chưa tiếp xúc với tôi. Tại cơ địa của khuôn mặt tôi nó vô tình nó như vậy. Chứ còn nếu mà các bạn nói chuyện với tôi thì các bạn sẽ biết được rằng tôi là một người khá là thân thiện và dễ nói chuyện, hòa đồng với mọi người xung quanh. Tôi là một người vui tính trong mắt bạn bè, lắm lúc thì cũng hơi có thể dễ nổi cáu, nhưng mà mọi người đều thấy rằng tôi là một người khá hài hước. Đặc biệt là với những cái vấn đề mang tính nghiêm túc thì tôi luôn luôn có một cái nhìn nó bình tĩnh. Bóc cái thứ hai nhá, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Đinh Mạnh Ninh, Mùa Yêu Đầu. À, để nói về các Mùa Yêu Đầu thì đây là một ca khúc khá nổi tiếng, có thể coi là một hit song của Ninh. Ca khúc này thì Ninh đã giành giải bài hát của năm trong chương trình Bài Hát Việt 2012. Ca khúc này là một ca khúc mà mình tự sáng tác vào dịp Valentine, thì lúc đấy thì mình đang we were on the break với bạn gái của mình. Thế đâm ra là ngày hôm đấy là ngày Valentine thì mình không có việc gì khác làm ngoài việc là nghĩ là làm sao để có một cái bài hát kỷ niệm trong một ngày Valentine cũng không vui vẻ cho lắm. Thế nên là mình quyết định đã sang ăn trầu ở tại nhà của nhạc sĩ Thành Vương. Thì anh Vương đã phải chịu một ngày đầy khổ ải với mình. Đưa bài hát cho anh Vương, nhờ anh Vương phối khí, anh Vương là bắt đầu là đánh nháp, dựng hòa thanh cho bài hát này. Rồi sau đó thì là ngay tại đấy thì mình cũng thu luôn ca khúc này. Đến đêm thì mình đã có ngay một bài Mùa Yêu Đầu để đánh dấu một ngày Valentine không vui cho lắm. Và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu, nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên. Ninh vẫn nhớ nhất rằng là cái ca khúc này ấy, có một cái câu mà anh Vương anh nghe rất chối tai. Nhưng mà không hiểu tại sao mình thấy rằng câu này hoàn toàn bình thường. Đó là câu chỉ yêu mình em, chỉ mình em thôi, chẳng phải là một ai khác. Cái câu chẳng phải là một ai khác nữa, câu của anh Vương thấy nó cứ làm sao sao ấy. Nhưng mà mình thấy rằng đây hoàn toàn bình thường, thế nên là đến bây giờ mình vẫn giữ câu này trong ca khúc của mình. Dòng thứ 3 xin được mở ra. Đinh Mạnh Ninh 6 múi. Mình không biết rằng đây là cái từ khóa có thật ở trên Google hay không, mình sẽ về mình sẽ kiểm tra lại. Hoặc là đây là một cái từ khóa mà ban biên tập của chương trình đã tự sáng tác ra. Chứ thực ra mình chưa bao giờ mình thấy mình là người có 6 múi cả. Mình xin công bố với các bạn là mình là người có 5 múi. Tức là 4 múi cơ và 1 múi mỡ. Mình cũng rất là biết cách để biến những cái đặc điểm kỳ quặc trên cơ thể của mình trở thành một cái điều gì đó hay ho. Mình nhớ là một lần mình đã đăng lên mạng xã hội của mình, đó là phụ nữ thì thường thích ngắm đàn ông có 6 múi. Nhưng ngắm là một chuyện, còn có cái anh người yêu thì các chị, các em thì lại rất là thích những người yêu, những anh chàng có mỡ bụng để ôm cho nó thích. Đối với mình thì mình có cả mỡ, cả múi. Thế nên các bạn đã bingo, các bạn đã có giải độc đắc nếu mà các bạn trở thành bạn gái của mình. Đinh Mạnh Ninh, Lợn Hồng Sinh. Đến bây giờ tôi có thể khẳng định với các bạn rằng là chương trình đang cố tình cài cắm những cái từ khóa nó xuất hiện rất ít trên mạng xã hội. Lợn Hồng Sinh, đây là một cái biệt danh mà nó đã gắn liền với tôi kể từ khi tôi có một người bạn thân khác giới, đó chính là bạn Vũ Mạnh Nguyên. Tôi không hiểu bạn ấy nghĩ kiểu gì mà lại ra một cái từ khóa là Lợn Hồng Sinh và nhất quyết là phải gắn cho tôi. Chắc là ngày xưa tôi cũng béo nhưng mà không hiểu tại sao lại có cái thêm chữ Hồng Sinh ở đây. Thứ nhất tôi không hồng, và thứ hai là tôi không sinh. Tôi có hỏi rất nhiều lần thì Vũ Hạnh Nguyên vẫn chỉ cười và nói tao thích gọi như thế, mày làm gì được tao. Tôi cũng không làm gì được bạn Vũ Hạnh Nguyên thật các bạn ạ. Nếu mà các bạn biết Vũ Hạnh Nguyên và các bạn sẽ thấy rằng đây là một hung thần ác sát, luôn luôn dọa dập, đe dọa đến an nguy của tinh thần và sức khỏe của những người bạn, ví dụ như mình. Nhưng ngoài ra thì Vũ Hạnh Nguyên cũng là một người hết sức nhiệt tình, hết sức tình cảm.
và bạn ấy đã hỗ trợ mình rất là nhiều trong công việc cũng như là trong đời sống bình thường của mình. Đến bây giờ thì qua chương trình này thì đây là lần đầu tiên mà Ninh rất là muốn nói điều này với Vũ Mạnh Nguyên. Nếu bạn có đang xem chương trình này, cảm ơn bạn Nguyên rất là nhiều vì bạn đã có mặt ở bên cạnh mình để hỗ trợ cũng như là luôn luôn ở đó với tư cách là một người bạn thân, động viên mình để cho mình tin vào con đường của mình. Và ngoài ra thì mình cũng có nhắn thêm một lần nữa thì bạn cũng đừng bao giờ dọa dẫm đánh đập những người bạn xung quanh nữa, sợ lắm. Đinh Mạnh Ninh, Analog Man. À, đây là một cái từ khóa mà tôi có thể 100% chắc chắn là các bạn đã tìm đâu đó trên mạng xã hội của tôi. Analog thì nó là một cái cụm từ mà nó đối lập với cả digital. Bây giờ khi các bạn nghe nhạc thì đại đa số mình nghĩ là phải đến 95% các bạn nghe nhạc là digital. Còn analog là gì? Ví dụ như một số những cái cách thức nghe nhạc analog, ví dụ như là đĩa than, băng cối hoặc là băng cassette. Đấy là những cái truyền tải dữ liệu âm thanh, nó mang tính analog. Còn tại sao mình lại để ở trên Facebook của mình Analog Man, tức là mình luôn luôn thích những thứ mà nó mang tính là mộc nhất, trung thực nhất. Nó cũng giống như cá nhân của mình, khi mà mình đi biểu diễn thì mình luôn luôn muốn là biểu diễn hát live cho các bạn nghe, để các bạn có thể cảm nhận được cái năng lượng của mình, tình cảm của mình thông qua những cái phần biểu diễn của mình trên sân khấu. Về mùa yêu thương ấy, ở bên ngoài âm nhạc thì trong cuộc sống thì mình luôn luôn mong muốn rằng các bạn sẽ cảm nhận được những cái điều thật thà, những cái điều giản đơn, bình dị nhưng mà lại chân thật nhất đến từ phía mình. Tiếp tục. Có phải Đinh Mạnh Ninh đã có 15 năm thanh xuân cùng em For You? Thực ra thì Ninh nghĩ rằng là thanh xuân của ai mà dài được 15 năm thì cũng là khá là dài đấy. Mình nghĩ là thanh xuân nó chỉ loanh quanh đâu khoảng tầm 5-10 năm thôi. Khi mà các bạn còn trên ghế nhà trường, các bạn còn đi học, các bạn còn chưa phải quá là chịu nhiều áp lực của cuộc sống, của đồng tiền, thì các bạn vẫn còn là những người đang trong thời kỳ thanh xuân. Đối với Ninh thì Em For You chính là thanh xuân, là cái gốc rễ của con đường âm nhạc của Đinh Mạnh Ninh. Để Ninh kể cho các bạn nghe một chút về lý do tại sao mà Ninh lại có mặt trong Em For You nhá. Ngày xưa mà khi mà Ninh thi vào trường nghệ thuật Hà Nội thì ngày đấy thì Ninh học chuyên ngành thanh nhạc, còn anh Minh Vương trưởng nhóm của Em For You là chuyên ngành guitar. Thì có những cái khoa nhỏ như vậy thì sẽ bố trí là cùng một khóa thì sẽ học những cái môn phụ cùng với nhau. Rất là may mắn thì anh Vương và Ninh cùng học chung một khóa, và hồi đấy thì Ninh nhớ là mình cũng rất là thích hát và hay đeo tai nghe và hát nghêu ngao. Thì anh Vương có lần nghe thấy thì cũng bảo là em thử hát cho anh nghe thử một đoạn. Xong hồi đấy thì mình cũng rất là thích hát mà hát kiểu luyến láy thứ nhiều. Xong sau đấy thì anh Vương mà thế thì bây giờ anh đang có một cái nhóm mới mở mà đang thiếu thành viên, nhân một buổi gọi là mọi người gặp nhau thì em cũng đến đi để mọi người gặp gỡ, và nếu thuận lợi thì anh em mình cùng nhau làm một ban nhạc. Ngày đấy thì mình có đến và gặp mọi người tại quán karaoke của nhà Mạnh Duy. Và sau qua một vài vòng kiểm nghiệm rất khắt khe, đấy là mình cảm nhận là các bạn khắt khe thôi, tại vì mặt ông nào đấy nghiêm túc lắm các bạn, thì các bạn rất trầm ngâm. Và sau đấy thì mình mới biết là lúc đấy các ông nghe, các ông đang bảo thằng nào mà hát cái kiểu luyến láy lạ này kiểu như vậy. Và đấy chính là cái bước khởi đầu để Ninh và Em For You có thể tập hợp cùng với nhau, với những thành viên gọi là đầu tiên, để có thể gây dựng lên một Em For You với rất là nhiều những các khúc mà đến bây giờ các bạn vẫn còn nhớ, ví dụ như là Sẽ Đạp này, mưa trên phố bay xa, mưa rơi lặng thầm, vân vân và vân vân. Suốt những năm tháng hoạt động cùng nhau thì Em For You có một đại bản doanh, đó chính là phòng thu của Minh Vương. Mình nhớ là ngày xưa ấy, cái hồi mà mình còn đi học ấy, thì mình có mua lại của anh Minh Vương một chiếc xe đạp địa hình với giá là 700.000 để phục vụ cho việc đi học. Các bạn có thể tưởng tượng ngày nhá, sáng mình đạp xe một quệt lên trường để học 6 cây số, trưa mình đạp 6 cây số về nhà ăn cơm, chiều mình lại đạp đi 6 cây số, xong đến tối mình lại đạp xe về phòng thu. Về phòng thu sau lại làm xong việc, có nghĩa là thu bè rồi viết bài hát phòng thu, sau đấy đạp về nhà.
Một ngày quanh mình đạp độ khoảng tầm 30 cây số, nhưng may quá nó chỉ độ khoảng tầm nửa năm, một năm thôi. Chứ còn nếu mà đạp ròng rã mấy năm học đại học như vậy mà đạp xe đạp như thế chắc bây giờ người mình đã có 6 múi. Cũng rất là may bởi vì chính quá trình làm việc như vậy đối với M4U thì mình có được thêm rất là nhiều những cái kỹ năng làm việc với phòng thu, ví dụ như là kỹ năng tự thu âm, căn chỉnh cái âm lượng cũng như là vị trí âm thanh phù hợp với địa hình phòng thu khác nhau, cũng như là với những cái sản phẩm âm nhạc có cái tính chất nó khác nhau. Ngoài ra có một cái kỹ năng đến bây giờ mình vẫn sử dụng rất là thường xuyên, đó chính là kỹ năng hát bè. Đôi khi học trong trường ấy, thì các thầy các cô chỉ dạy các bạn làm sao để hát cho tròn vành rõ chữ, chứ các bạn những cái kỹ năng ví dụ như hát trong phòng thu, hát bè hoặc là hát trên sân khấu thì các bạn lại phải tự học. Thế đâm ra là mình rất là may mắn khi mà có một cái khoảng thời gian tích lũy rất rất nhiều những kinh nghiệm cùng với M4U. Từ khóa tiếp theo, Đinh Mạnh Linh có phải cứ thất tình là sẽ xe bé hát với? Nếu các bạn mà nghe nhạc của Ninh nhiều ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là nhạc của Ninh thì không chỉ có những ca khúc lãng mạn nhẹ nhàng mà sẽ có những ca khúc rất là vui, kiểu như là hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng mà có một điểm chung là thường thường là khi mà thất tình thì mình sẽ có thời gian nhiều hơn để mình viết bài hát, kể cả bài hát vui lẫn bài hát buồn. Chứ còn những cái lúc mà đang vui vẻ hạnh phúc cho với tình yêu thì thời gian đâu mà viết bài hát các bạn ạ. Từ khóa tiếp theo các bạn nhé, có phải Đinh Mạnh Ninh có năng khiếu hài nhạc? Cái này thì chưa ai kiểm chứng, nhưng tự mình nhận thấy rằng mình rất có năng khiếu trong cái việc làm những cái trò diễn hài, mà đặc biệt là nó rất nhạt. Không biết là nên tự hào hay là tự một pha bôi do vào mặt nữa. Thực ra thì mình tự nhận là mình nhạt thôi. Chứ còn những cái câu chuyện của mình ấy, đối với những người bạn cùng lứa với mình hoặc là những người bạn mà ít tuổi hơn mình ấy, sẽ rất là buồn cười và nó sẽ hơi nhây một chút. Đặc biệt thì với một số những người đàn anh, ví dụ như anh Thành Vương hoặc là nhạc sĩ Hồng Kiên, như kiểu gặp các anh ấy thì mình chỉ biết ngồi im mà mình lắng nghe những câu chuyện hài của anh ấy thôi, chứ còn như kiểu mình bị bắt vía thì không thể nói được những câu chuyện hài nữa. Tiếp theo, có phải Đinh Mạnh Ninh thích hát về mưa và mùa đông Hà Nội? Thực ra không phải các bạn. Mình cũng không thích hát về mưa lắm đâu, nhưng mà không hiểu làm sao có cơ duyên như thế nào thì đến bây giờ mình đếm lại thử cho các bạn nghe là bài đầu tiên về mưa, là ví dụ như là mưa, mưa trên phố bay xa và mưa rơi lạnh thầm của nhạc sĩ Lê Việt Khánh này. Và về sau thì mình có một ca khúc là Dù Mưa Tôi Rơi do ca sĩ Thùy Chi thể hiện. Người yêu dấu ơi, nơi ấy mưa tạnh hay vẫn rơi, mà nơi chốn đây bao nhớ thương hoài trắng nguôi. Sắp tới trong album sẽ ra mắt của mình trong tháng 9 sẽ có một ca khúc mang tên là Cơn Mưa Hạ của em. Thấy rằng mùa đông thì mình thích mùa đông, nhưng mà nó là một cái mùa mà mình cảm giác là nó rất lạnh các bạn, và nó thường mang đến cái sự cô đơn. Mình thì mình cũng không quá thích cái sự cô đơn lắm. Thực ra mình thích mùa thu hơn, mình thích nhất là mùa thu. Các bạn đã nghe ca khúc Hoa Sữa Mùa Thu của mình chưa? Có phải Đinh Mạnh Ninh đam mê tốc độ? Thực ra mình cũng không đam mê tốc độ lắm. Mình thích những cỗ máy, mình thích máy móc, mình thích công nghệ, thích xe phân khối lớn. Nó khoảng... Thôi cái này mình giữ bí mật thôi. Nó cũng ít tiền thôi, nó cũng không nhiều tiền lắm đâu. Có bao nhiêu con số thì mình phải đếm đã. Nó độ khoảng tầm... 9 con số. Đinh Mạnh Ninh luôn viết nhạc về nét văn hóa nào của Hà Nội? Cho tôi xin một ly trà đá, góp phố nơi tôi hay về quá. Cho tôi quên tạm những vội vã, nghe anh em chuyện đời vui buồn. Thực ra Ninh không nghĩ đến một nét văn hóa nào đặc trưng của Hà Nội đâu. Mình thì mình không phải là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội,
mình là người Bắc Giang. Mình chỉ đến Hà Nội để theo học chuyên ngành thanh nhạc ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, và từ đó thì mình gắn bó với Hà Nội như một cái nơi mà để có thể phát triển được cái sự nghiệp của mình. Nhưng cũng rất là nhiều tình cảm đã đến với mình một cách hồn nhiên trong cái quãng thời gian từ khi mà mình bắt đầu đến Hà Nội, và mình cảm thấy rằng đây là một cái mảnh đất mang cho mình rất là nhiều cảm xúc. Đôi lúc là sẽ là hơi ngộp ngộp một chút về cái sự đông đúc, tấp nập, hào nhoáng của Hà Nội. Nhưng đôi lúc thì mình lại cảm thấy được rằng Hà Nội luôn luôn giữ trong mình một cái vẻ trầm tư, cái nhịp sống trầm chậm cũng như là cái nét thơ ở trong tính cách của những con người sống trong lòng Hà Nội. Ai quen ngồi ăn một góc phố ung dung một bác lao công vừa hết ca. Tôi nghe niềm vui thật quen mà cũng thật lạ. Hà Nội ấy yêu thương từ những góc thân thuộc quanh. Mình nghĩ rằng khi nói đến Hà Nội thì người ta đã nghĩ ngay đến một cái nét văn hóa rất Hà Nội rồi. Rất Hà Nội, không biết từ bao giờ nó đã trở thành một cái tính từ để chỉ một cái sự gì đấy rất hào hoa, rất thanh lịch, rất nhiều ý thơ. Và mình viết về Hà Nội nó xuất phát từ những cái điều rất là tự nhiên, những cái điều mà mình nhìn thấy, những cái điều mà mình cảm nhận, mình suy nghĩ và mình muốn nói với mọi người. Đó là lý do có rất là nhiều những ca khúc của Ninh, trong đó có hình ảnh của Hà Nội, ví dụ như là Hà Nội trà đá vỉa hè này, hoa sữa mùa thu, mùa đông, Hà Nội Hà Nội. Có rất là nhiều những ca khúc mà Ninh nghĩ rằng về sau này Ninh sẽ viết tiếp về Hà Nội, bởi vì Ninh chưa bao giờ thấy chán khi ở Hà Nội cả. Sài Gòn có một cái nét riêng khiến cho mình đam mê, nhưng mà để mình thấy rằng cho mình ở lại lâu dài chung thủy thì chắc là mình sẽ ở lại Hà Nội. Đinh Mạnh Ninh có những tiêu chuẩn riêng gì khi chọn nghệ sĩ fit chung? Thực ra thì Ninh nghĩ rằng là khi mà mình có một nghệ sĩ mà muốn fit chung ấy, thì cái điều đầu tiên đấy là mình cảm thấy mình rất là may mắn. Thực ra thì Ninh luôn luôn tự thấy rằng mình là một cái ca khá khó trong số những nghệ sĩ cùng thế hệ. Bởi vì Ninh khá là cứng đầu trong cái việc lựa chọn dòng nhạc của mình này, khá là bảo thủ. Thế nên là khi mà mình cảm thấy rằng một người nào đấy, một nghệ sĩ nào đấy có chung cái tính cách giống mình, chung cái tư duy và chung cái nhận thức về âm nhạc, thì mình chắc chắn là mình sẽ phải bắt đầu lân la làm quen, rủ dê gạ gẫm rồi hát chung. Rượu vào là lời ra, lời ra là lời ta, từng ngón tay là lướt trên kín đen, gặp một ánh mắt như mời ta. Thích là phải nhích, sao mà phải xoắn, thích lên bên thích, gặp đến em là may mắn. Bỏ qua chỗ này, anh mời em đi xem phim nha. Rồi ta về tới phố nhậu với thuốc, anh gọi em nấu tức dìm nha. Ăn no rồi anh sẽ chở em về trên con xe chim nha. Hồn em gọi đẹp như mơ, còn lim dìm nha. Anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước. Mình nghĩ rằng không có sự khác biệt giữa thế hệ của mình và thế hệ Gen Z của các bạn. Bởi vì thực ra ở thế hệ mình thì phải thích thì mới featuring chung với nhau được. Những cái nghệ sĩ mà có thể khiến cho các bạn cảm thấy muốn fit chung, tức là các bạn đang cảm thấy rất là có cái sự đồng điệu với nghệ sĩ đó. Đấy là một cái điều may mắn. Không có một cái tiêu chuẩn nào, chính là một cái tiêu chuẩn khắt khe nhất. Khi mà bạn cảm nhận được cái sự đồng điệu về tâm hồn, về phát ngôn, về âm nhạc, thì đấy là cái người nghệ sĩ mà Ninh nghĩ rằng sẽ trở thành bạn được cả ngoài đời và cả trên sân khấu. Chef Ninh tự tin nhất với món nào khi vào bếp? mình không dám nhận là chef đâu các bạn. Kể từ khi mà mình có một cái căn bếp riêng thì mình rất là thích cái việc nấu ăn. Một là bởi vì là mình có một cái căn bếp riêng với tất cả những cái thứ mà mình cần. Cái thứ hai là mình rất là lười khi ra ngoài đi ăn. Thịt rang cháy cạnh Phượng Hoàng. Ngày trước thì mình chưa có bếp thì mình thôi cũng đi ra ngoài ăn cũng được. Nhưng mà đến bây giờ thì mình có cái bếp riêng của mình rồi, mình có rất là nhiều những dụng cụ rồi, mình tự tin nấu những cái món rất Việt Nam, rất bình dân, rất hàng ngày luôn. Ví dụ như là thịt rang cháy cạnh, rau xào, thịt kho tàu, trứng tráng, những cái món rất là dễ thôi, nhưng mà nói chung là mình nấu được cho mình ăn là một cái niềm vui rồi. Và các bạn của mình cũng thích ăn cơm của mình nấu thì đấy là một cái niềm vui hơn nữa. Những khoảnh khắc amazing nhất trên con đường âm nhạc. Để nói những cái khoảnh khắc amazing nhất trên con đường âm nhạc thì đối với Ninh có hai khoảnh khắc mà mình có thể đặt tên ngay. Đó chính là khi mà các bạn nghe được sản phẩm hoàn chỉnh của mình sau một khoảng thời gian lao động với nó. Amazing, well, well, love is amazing.
là album vuông 1, album vuông 2 và bây giờ là đang album vuông 3 thì mình đang ngóng cho từng ngày để nghe từng bản master một. Mỗi cái bản master lại mang lại cho mình một cái cảm xúc khác nhau. Cái cảm xúc amazing nó không chỉ ở như vậy, nó còn là khi mà tất cả được hoàn thành và mình nhìn lại cái khoảng thời gian mà mình cùng với những người bạn, những người đồng nghiệp của mình lao động như thế nào để tạo ra những cái sản phẩm như vậy dành cho khán giả. Đấy là một cái cảm giác rất amazing. Điều thứ hai trên con đường âm nhạc của mình là khi mình đứng trên sân khấu và mình cảm nhận được rằng mình cũng đang tiếp nhận những cái năng lượng tích cực từ phía khán giả. Các bạn biết đấy, khi mà các bạn đi xem một cái live show nào đấy thì cái điều tuyệt vời nhất mà các bạn sẽ đón nhận được, nó không giống như là khi mà các bạn nghe bản thu nào đấy, mà nó là cái sự cộng hưởng giữa âm nhạc và năng lượng của một người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu, người ta mang hết ruột gan của người ta ra để biểu diễn cho các bạn nghe. Thì đấy, nó kèm theo âm nhạc, nó sẽ là cái năng lượng của người nghệ sĩ đó chuyển đến cho các bạn. Chúng tôi sẽ dừng lại bên kia những ô cửa, hạnh phúc đôi lúc giản dị như những điều cô yêu. Nhưng mà nghệ sĩ của chúng tôi cũng sẽ nhận lại được những cái năng lượng phản hồi từ các bạn. Ví dụ như bọn tôi hát là một câu rồi các bạn ở dưới các bạn hú hét, thì đấy chính là cái năng lượng mà chúng tôi sẽ nhận lại được. Và hát như thế không bao giờ biết mệt đâu các bạn ạ. Và đây là câu cuối cùng. Tăng 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 tăng. Tốc độ hôn nhân hiện tại ra sao? Sao lại tốc độ hôn nhân hiện tại ra sao là như nào nhỉ? Tôi không biết là các bạn như nào nhưng mà bố mẹ tôi cũng bắt đầu rục rục rồi ấy. Mỗi lần nghĩ cái này tôi cảm thấy rất hoang mang. Không biết làm thế nào để có thể lập gia đình được. Tôi không phải là một người vội vàng. Tôi rất là cẩn trọng trong những cái việc mà mình làm. Ví dụ như là hai việc quan trọng nhất đấy là trong công việc âm nhạc của mình, và hai là về gia đình. Tôi thì tôi cảm thấy là mình phải thực sự cẩn thận lựa chọn một người bạn đời mà mình có thể tin tưởng được. Thế nên bây giờ tôi vẫn đang lựa chọn, mà cũng có thể là các bạn cũng đang lựa chọn thôi, tôi cũng không biết như thế nào cả. Thế các bạn nói lên vấn đề nhạy cảm thì tôi đau đầu lắm. Và vừa rồi đó chính là thử thách gõ tên mình thì ra cái gì. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để lắng nghe chia sẻ của Đinh Mạnh Ninh, và mời các bạn hãy đón xem những thông tin chính thức về những sản phẩm của Đinh Mạnh Ninh sắp tới trên fanpage và website chính thức của Billboard Việt Nam các bạn nhé.